lên full bộ đĩa sau, nó xin bạc cho chú ráp đi, tại tìm sửa xe khách ráp gần xong nha nè. Má cái là cho nào cho nó kỹ lắm. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước sau cứ qua tìm sửa xe Khánh nè. Tới ngay địa chỉ 462 sạc 15 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Khánh nhận lên full cho anh em. Rồi, được rồi. Người đang thử thắng nha nè. Rồi, giải cái điều liền. Rồi. Được rồi. Cái anh em tới ngày thì chỉ 462 sạc 15 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Còn ở xa thì liên hệ Khánh nè. Số điện thoại Khánh 038 9910 535 nha anh em. Bao tháng ăn qua bánh nhẹ cho anh em ha.